chào mừng quý bà con đã quay trở lại chương trình Mỗi Ngày Một Sản Phẩm của công ty Takio. Ngày hôm nay mời bà con cùng xem máy băm cành cây Takio TK65 băm cành cây gỗ tràm như thế nào nha. Với sự giúp đỡ của máy băm cây, rác thải xanh có thể dễ dàng được chuyển đổi thành lớp dăm hoặc mùn có giá trị, chẳng hạn như xay cành cây, cỏ rác thành mùn cưa, ủ thành phân vi sinh cho các loại cây, băm gỗ làm nhiên liệu đốt cho các lò hơi. Máy băm cành cây Takio TK65 có tác dụng băm những cành lớn kèm lá tươi thành dăm và mùn hữu ích với hiệu quả cao, tiếng ồn thấp, an toàn. Máy băm cành nhỏ gọn dễ dàng di chuyển bằng xe máy, sử dụng động cơ xăng, có bánh xe giúp máy di chuyển trong vườn rẫy. Một cách dễ dàng, máy băm dọn tất cả các loại cành tươi, cành khô có đường kính từ 1 đến 7cm ra dạng dăm nhỏ là tơi xốp đất. Băm này các bạn. Cái này gọi là cây bồ đề. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.